vì không giữ giới của như lai nên chướng khỏi phá giới vì không thể vào môn kham nhẫn nên chướng khỏi ngu si não hại sân hận vì không thể thực hành đại tinh tấn của Bồ Tát nên chướng khỏi sự giải đãi cấu bẩn. Vì không thể đắc được các tam muội nên chướng khỏi tán loạn. Vì không tu trị bát nhã ba la mật nên chướng khỏi ác huệ. Chướng ở trong xứ phi xứ không thiện xào, Chướng đối với độ chúng sinh không phương tiện. Chướng ở trong trí huệ Bồ Tát không thể quán sát. Chướng ở trong pháp xuất ly của Bồ Tát không thể biết rõ chướng vì không thành tựu mười thứ mắt rộng lớn của bồ tát nên mắt như sinh ra đã mù chướng vì tai không nghe pháp vô ngại nên miệng như câm chướng vì chẳng đủ tướng tốt nên căn mũi phá hoại chướng vì không thể biện rõ lời lẽ chúng sinh nên thành tựu căn lưỡi chướng vì khinh tiện chúng sinh nên thành tựu căn thân chướng vì tâm nhiều cuồng loạn nên thành tựu ý căn chướng chẳng giữ ba thứ luật nghi nên thành tựu thân nghiệp chướng vì luôn khỏi bốn thứ lỗi lầm nên thành tựu lời nghiệp chướng vì sinh nhiều tham sân tà kiến nên thành tựu ý nghiệp chướng tặc tâm cầu pháp chướng đoạn tuyệt cảnh giới bồ tát chướng ở trong pháp bồ tát dũng mãnh sinh tâm thối khiếp chướng ở trong đạo xuất ly của bồ tát sinh tâm lười biếng chướng ở trong môn trí huệ quang minh của bồ tát sinh tâm ngừng nghỉ chướng ở trong niệm lực bồ tát sinh tâm hạ liệt nhu nhược chướng ở trong giáo pháp như lai không thể trụ giữ chướng nơi đạo lìa sinh của bồ tát không thể gần gũi chướng nơi đạo không thất hoại của bồ tát không thể tu tập chướng tùy thuận nhị thừa tránh vị chướng xa lìa giống tánh chư phật bồ tát ba đời phật tử nếu bồ tát đối với các bồ tát khỏi một tâm sân thì sẽ thành tựu trăm vạn cửa chướng như vậy tại sao phật tử vì ta không thấy có một pháp nào lỗi ác lớn bằng các bồ tát đối với bồ tát khác khởi tâm sân cho nên các đại bồ tát muốn mau viên mãn các hạnh bồ tát thì phải riêng tu mười pháp những gì là mười đó là tâm chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh đối với các bồ tát sinh tưởng như lai vĩnh viễn không phỉ báng tất cả phật pháp biết các cõi nước không cùng tận đối với hạnh bồ tát sinh tâm tin ưa thâm sâu chẳng xả bỏ tâm bồ đề bình đẳng hư không pháp giới quan sát bồ đề vào lực của như lai tinh cẩn tu tập biện tài vô ngại giáo hóa chúng sinh không có mỏi nhàm trụ tất cả thế giới tâm không chấp trước đó là 10. Phật tử Đại Bồ Tát an trụ 10 pháp này rồi liền được đầy đủ 10 thứ thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là thông đạt pháp thâm sâu thanh tịnh, gần gũi thiện tri thức thanh tịnh, hộ trì các Phật pháp thanh tịnh, thấu đạt cõi hư không thanh tịnh, vào sâu pháp giới thanh tịnh, quán sát vô biên tâm thanh tịnh. Với tất cả Bồ Tát đồng thiện căn thanh tịnh, chẳng chấp các kiếp thanh tịnh, quán sát ba đời thanh tịnh, tu hành tất cả các Phật pháp thanh tịnh, đó là 10